là cho ông Tốp cũng ông mang cái đó đi, còn hai anh em chu vô. Khi nghe có điện thoại thì biết tắt âm ly không? Thì với phụ chị, tôi phụ chị tắt. Bên này nó có cái nút nè, tắt về là nó tắt. Phụ sợ lát nữa nó reo á. Đó, bên này tắt rồi, ok con. Chúng hôm nay là ngày 20 tháng 10
năm Nhâm Dần, nhằm ngày 13 tháng 11 năm 2022. Ngày Chủ nhật hàng tuần quý vị được về tu viện Như Giác để tu học và nghe Pháp. Đây là một điều rất là hạnh phúc cho Phật tử tại huyện Củ Chi nói chung. Và xã này là xã An Phú hả? Xã An Phú nói riêng. Còn thầy tu viện linh thú của thầy là ở Phú Hòa Đông. Cô MC giờ lên Phạm Văn Cội. Xin cho một tràng pháo tay. Tán tháng cô MC mới về chùa thầy. Nó vui thôi ha. Nói cho mình có cái gì đó mình vui. Hôm nay thầy chia sẻ với đại chúng một chủ đề là nói với cái người sắp lâm chung. Vậy giờ giáo pháp của Như Lai dạy cho chúng ta cái gì để cho chúng ta nói với người sắp lâm chung? Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết đúng không quý Phật tử? Trước khi mình chết, mình muốn nghe được cái gì, nói thầy nghe thử coi. Có người nói con chưa chết sao biết. Nếu như ngày mình sắp lìa bỏ cõi đời, mình học Phật Pháp bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mình mong chờ cái gì nhất, quý Phật tử giơ tay nói giùm thầy con. Theo quý vị là giờ này mình sắp rời bỏ cái thế gian này thì quý vị mong đợi cái gì nhất? Ai nói giùm thầy? Hàng thứ nhất, hàng thứ nhì, hàng thứ ba. Rồi, mời cô mang khẩu trang màu xanh. Không chuẩn bị thôi, chuẩn bị thôi. Nếu có cho em trai kìa nó mạnh tay khỏe chân nó đi rồi. Hai Bồ Tát sit up please. Bây giờ mình trước khi mình muốn về thế giới của Phật thì mình ước mơ là được Phật rước, Phật đưa đi về. Quý vị có muốn không? Im ru rồi ta. Muốn mà không dám nói. Muốn dữ lắm mà không dám nói. Mà bây giờ mình suy nghĩ nè, mình muốn Đức Phật đưa mình đi về thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải tương ưng với Phật. Bây giờ quý vị đang niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm đúng không? Vậy khi thân hoại mạng chung nói cái gì với Bồ Tát? Thầy thiết nghĩ vậy nè. Mình nghĩ ma nó biết không quý vị? Biết không? Mình vừa suy nghĩ cái phần âm á, là mình gọi là ma đó, nó biết không? Biết không? Biết, khẳng định là biết. Cho một đầu với tay thật lớn là biết. Quý vị cùng nói với thầy: ai sợ ma? Ma nó biết. Nó mới nhát. Người không sợ ma, ma nó biết, nó không dám lại gần. Thấy không? Nó biết, chứ đâu phải nó không biết đâu. Bây giờ ma nó, cái người mà mất nó không còn cái thân á, thì nó có cái ngũ, ngũ gì? Ngũ thông. Khi mình bỏ cái sắc uẩn này rồi nè, là mình có ngũ thông. Nhãn thông là nó thấy quá khứ, nó thấy luôn vị lai. Cho nên có người hỏi thầy thế này nè: thầy ơi, khi con hiếu thảo với cha mẹ, cha con hiện đời thích ăn cá trạch, khi cha con mất, con có nên mua cá trạch về làm kho cúng cho ổng không?
Thầy mới nói á, cái kinh Địa Tạng có nói cái điều này, cái kinh Địa Tạng có nói cái điều này. Mình còn sống này nè, là mình không có biết. Cho nên là khi mình chết rồi, mình cầu mong cho người sống á, làm cái việc phước gì để hồi hướng. Còn cái nó hiếu thảo, không phải là khi còn sống cha mẹ ăn cái gì thì bây giờ chết phải cúng cái nấy, mà thầy thì hướng dẫn ngược lại. Lúc mà thân hoại mạng chung thì cái người sắp chết á, họ mong cho người thân của họ hiểu được họ, họ mong cho người thân của họ hiểu được họ để giúp cho họ. Nhưng mà trong lúc sống á, thì người đó không có biết tu tập, thân bằng quyến thuộc không biết tu tập, những người này không có học Phật, khi gần lâm chung rồi chỉ ngồi đó dòm thôi, không biết làm sao để giúp hết. Đúng vậy không quý vị? À, bây giờ lấy ví dụ đi. Cha làm bác sĩ, mẹ làm bác sĩ, con làm bác sĩ, dâu làm bác sĩ, rể làm bác sĩ. Gia đình này khi họ bệnh, tất cả mọi người biết mà giúp đỡ họ không? Biết không? Biết, làm bác sĩ hết mà không biết. Khi cái người đó bệnh gần chết thì cả gia đình đều biết để hỗ trợ. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Rồi, thì bây giờ nè, mẹ đi chùa, cha đi chùa, chồng đi chùa, vợ đi chùa, con đi chùa, ai cũng nghe giảng dạy, ai cũng biết niệm Phật trì chú. Khi người đó sắp lâm chung, cả gia đình biết cách để hỗ trợ người đó không? Biết, vỗ tay đó. Cái điều thầy muốn nói là ngay cái chỗ đó đó. Còn bây giờ quý vị đi chùa, nhưng mà con cái nó không có đi, cháu chắc nó không có đi, tới chừng đáng ra mình chết 8 tiếng đồng hồ phải để yên đó, không có được đụng tới. Đằng này mới tắt thở, nó về nó ôm nó lắc. Thấy không? Vậy mình dễ đọa địa ngục không? Đau đớn quá mà. Bây giờ nè quý vị nè, có từng ngồi thiền 1, 2, 3 tiếng đồng hồ không? Có không? Có. Quý vị thấy đau không? Đau. Chịu nổi không? Không. Vậy thì khi mà mình tắt thở, cái thần thức mà nó muốn ra khỏi cái thân này, nó phải từ 8 tiếng trở lên nó mới ra khỏi cái thân này. Như vậy thì con cháu mà nó nằm đó, nó ôm, nó lắc mình, nó về nó vừa khóc vừa lắc. Ừ. Tại sao bé không lắc? Lắc, lắc. Lắc chắc mình muốn điên luôn vậy đó. Thì bây giờ quý vị muốn biết là nó đau cỡ nào thì bây giờ quý vị ngồi thiền đi. Ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi đứa nào nó lại nó ôm nó lắc thử coi quý vị nghĩ sao? Chịu nổi không? Không chịu nổi. Quý vị ngồi một chút xíu nữa mà cái chân của quý vị nó tê thôi, quý vị vừa đưa cái chân ra mà ai đó đó họ đi họ quẹt một cái là quý vị không có còn niệm Phật đâu. Mà chửi không còn từ nào để chửi. Tại vì nó đau đến nỗi mà mình không chịu nổi. Mà bây giờ hương linh người ta không chửi được thì làm sao? Người ta không nói được, bây giờ chết rồi mà sao nói? Thì lúc này oan gia tái chủ có mặt. Nhớ là tại sao cái người chết người ta không gia hộ mà người ta còn uất hận, người ta còn hại người thân của họ nữa? Vì lý do người thân không có hiểu. Quý vị từng nghe cái người mà bị cửu quyền thất tổ hành chưa? Bị cửu quyền thất tổ hành, cho nên là muốn cúng gì về cúng cửu quyền đi, cúng cửu quyền. Cho nên gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu thân. Một người tu tập làm cho cửu quyền được siêu thân là siêu cái chỗ nào? À, thế thì thầy mới hiểu thế này nè. Bây giờ cái người sắp chết mà mình biết họ muốn nói cái gì thì mình nên sống mà hiểu với nhau đi. Tại vì cái người sắp mạng chung rồi đó, cái thần thức của họ nó hôn mê lắm, lúc tỉnh lúc mê, họ nói sảng, họ không biết nhờ ai nương ai. Mà nếu trong nhà có người biết tu tập, lúc người sắp lâm chung mình đến mình trì chú đại bi, nếu ở đời người đó trì chú đại bi, thì bây giờ người đó sắp mất rồi,
được không? Ở đây mình có đạo tràng đó chưa? Có chưa? Có rồi phải không? Đó, tới người ta sáp hối là mình lại mình niệm liền, mình trợ niệm bằng cách trì chú đại bi. Nếu đạo tràng của chúng ta trì chú đại bi thì chúng ta trì chú. Còn nếu đạo tràng niệm Phật thì đến lúc họ sắp lâm chung, họ mong đợi mình đến lắm. Bởi vì lúc đó oan gia trái chủ nó đến, nó đòi mạng. Oan gia nó đến, nghiệp nó đến. Thì bây giờ người đó cần ai? Cần những người có tu, có lực để giúp họ. Mà bây giờ không có ai hết, không có ai đến giúp hết. Họ sợ hãi, họ lo âu, họ suy nghĩ đủ thứ hết á, dẫn đến khi thân hoại mạng chung. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là nó sắp rớt xuống cái bờ vực rồi, thì lúc này họ sợ dữ lắm luôn. Mà mình bây giờ mình dùng câu niệm Phật hay mình dùng thần chú đại bi, mình lại y như cọng dây mình kéo họ lại, họ rất là an tâm. Dầu rằng họ rớt xuống dưới nhưng mà họ rất an tâm. Hiểu không đại chúng? Hiểu. Thầy khuyên là đạo tràng mình có cái ban trợ niệm ha. Tới lúc mà ai đó bệnh, bây giờ cái người ta bệnh thôi, mình đến mình trợ niệm. Vì sao vậy? Bệnh là oan gia trái chủ nó đến nó đòi. Có người bệnh về mắt trị hoài không hết, bây giờ kêu người đó lại sám hối, vừa uống thuốc vừa sám hối, vừa phóng sanh vừa làm phước. Để chi vậy? Để hồi hướng cho cái nghiệp đó đó, nó thả con mắt mình ra để cho nó sáng trở lại, chứ không nó mù luôn. Cái người thường ăn tim con này con kia cho nên bị bệnh hở van tim, nhồi máu cơ tim, bị bệnh thòng tim, tim thòng. Bây giờ đó mình muốn giúp cho người đó, mình khuyên người đó nên phóng sanh, nên trì chú, niệm Phật, lại Phật, nghĩ đến những cái điều tốt, phát bồ đề tâm. Nhờ cái năng lượng đó nó chữa lành cái vết thương nghiệp của người đó. Chứ tại sao người ta, người nào cũng có trái tim hết, người ta không có bị bệnh, mà mình nào là hở van tim, nào là nhồi máu cơ tim, nào là tim thòng, rồi đủ thứ chuyện. Người ta cũng có cái bao tử, người nào cũng có cái bao tử, tại sao người ta không bị bệnh mà mình đủ thứ bệnh bao tử? Mỗi người có một cái nghiệp tương ưng với cái bệnh. Đồng ý không đại chúng? Nghe không? Như vậy thì chúng ta biết bệnh chính là nghiệp. Mà bây giờ mình muốn hết nghiệp, để khi thân hoại mạng chung mình đi một cách tự tại nhẹ nhàng, thì điều thứ hai thầy muốn nói là hằng ngày quý vị phải tâm sự với Phật, với Bồ Tát. Bây giờ quý vị trì chú đại bi, nhưng mà quý vị có quán chiếu là Bồ Tát quanh chúng ta. Tất cả đạo tràng này nè đều là hóa thân của Phật, hóa thân của Bồ Tát. Quý vị có nghĩ được vậy không? Nam mô hội thượng Phật Bồ Tát. Chào chư Phật, chư Bồ Tát đang hiện hữu ở đây. Mình nghĩ như vậy thì tất cả mọi người đều là Phật, đều là Bồ Tát. Thì lúc đó mình mới nghĩ là bây giờ mình đang ở gần Phật và Bồ Tát, mà mình không nhờ cái năng lượng của Phật và Bồ Tát, vậy mình đợi tới khi nào? Vậy mình nói với Phật là nói cái gì để khi thân hoại mạng chung mình sắp chết rồi đó, mình cầu Phật? Vì ngày nào mình cũng nói với Phật hết mà. Thầy bây giờ thầy hướng dẫn niệm Phật. Thầy khuyên Phật tử thế này: tôi và quý vị cùng niệm Phật, tôi nhắc quý vị và quý vị nhắc tôi, chúng ta cùng nhắc nhở lẫn nhau quay trở về với Phật tánh của chính mình. Hãy nói với mình rằng Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, tôi nguyện thành Phật. Cho nên tôi niệm Phật là để tôi thành Phật. Niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến Phật, để cho ông Phật ở trong tôi mỗi ngày mỗi hình thành lắm. Tôi có cái ông Phật riêng của tôi, quý vị có cái ông Phật riêng của quý vị. Người nào
nhớ đến ông Phật của mình thì ông Phật đó từ từ hiện ra giống như cái bức tranh chăn trâu vậy đó. Lúc đầu mình thấy con trâu đen thui mà mình thấy cái dấu chân chứ mình chưa thấy con trâu. Dần dần đi tìm ra con trâu, thấy được con trâu, rồi bắt đầu thuần hóa con trâu. Mà con trâu nó thuần hóa rồi mà nó còn đen thui. Rồi từ từ con trâu nó được trắng dần, trắng dần, trắng dần, dẫn đến con trâu nó trở thành con trâu trắng. Mà con trâu đó là cái gì? Là Phật tánh của mình. Rồi từ từ người và trâu không có còn quan tâm tới nhau nữa, vì lúc này con trâu nó đã trắng, nó đã thuần rồi. Con trâu đó là ba nghiệp: thân, miệng, ý của mình. Bây giờ mình nói với chính mình là mình đã thuần hóa chính mình. Phật tử có hiểu không? Hiểu không? Rồi quý vị cùng nói với thầy: ta niệm Phật, Phật niệm ta, ta nhớ Phật, Phật nhớ ta, Phật thương chúng sinh như con một. Nghĩa là Phật rất là thương chúng ta, Phật không có bỏ chúng ta, mà tại vì chúng ta không quay về với Phật, chúng ta bỏ cha mẹ mình, chúng ta bỏ ông Phật của chính mình. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có dạy: ta ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật ra đời để chỉ cái Phật tánh của mình. Bây giờ quý vị trì chú Đại Bi, 84 cái danh hiệu ở trong chú Đại Bi là 84 hình tượng hóa thân của Quán Âm Bồ Tát, đúng không? Đúng. Thì chào Quán Âm đang có mặt ở đây. Có phải là quý vị đang về đây là quý vị là Quán Âm không? Mình trì Quán Âm, mình niệm Quán Âm, mình hướng về Quán Âm thì quý vị là hóa thân của Quán Âm. Vậy đó. Bởi vì Quán Âm ở đâu? Quan Âm ngay ở trong mỗi con người chúng ta, chứ không phải ta cầu Quan Âm là ở đâu. Bây giờ giả sử như cô ở đây, cô đang buồn, cái cô kế bên đến nhắc nhở cô, nói: cô ơi, mình con Phật mà mình buồn là mình đi xuống á. Cái cô nói: vậy ha, thôi tao bỏ cái buồn xuống dưới tao đi lên. Vậy là có phải là Quan Âm Bồ Tát là ứng thân nơi cô này để nhắc nhở cô kia không? Cô kia cô đang giận, cô đang buồn, cái lại nói: cô ơi, mình niệm Quan Âm Bồ Tát rồi mà mình còn buồn nữa thì lúc này Bồ Tát ở đâu? Cái nói: ờ ha, tại sao mà mình hóa thân của Bồ Tát mà giờ này mình đi buồn đi giận những cái chuyện nó không đáng gì hết á. Y như giả sử như thầy cô MC đi, thì cô nói về thầy nó không đúng, cái tự nhiên thầy khởi cái tâm thầy giận cô thì tự nhiên là ai lỗ? Ai lỗ? Thầy lỗ. Quý vị cùng nói với thầy: ai giận? Người đó lỗ. Ai buồn? Người đó ngu. Buông thì hết buồn. Buồn không chịu buông. Có nghĩa là cái người mà tối ngày cứ buồn hết chuyện này tới chuyện nọ chuyện kia là người đó đâu có biết tu là buông đâu. Nhưng mà bây giờ mình sắp chết rồi, mình nói với người thân của mình rằng: à, tôi cả một đời hy sinh cho vợ, cho con, cho người thân. Bây giờ tôi ra đi bằng cái nghiệp của tôi nó đang đến nó hành tôi. Cái người thân nói: ôi nội mê tín vừa thôi. Thôi được rồi, hy sinh cả đời giờ này nó quất cho một câu. Ư thôi. Đúng không? Mình hiểu rồi, mình ra đi mình mang theo cái nghiệp của mình. Cái nhân quả mà mình gieo, vì thương chồng cho nên làm hết những cái gì tội lỗi cho chồng, vì thương con cho nên làm những cái việc tội ác vì con. Trong kinh Du Lan có cái câu: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Đúng không đại chúng? Đúng. Đến lúc mình bệnh, mình mới nói: à, cái bệnh này là tại vì tôi hy sinh cho chồng cho con nè, cho nên tôi mới bệnh này. Phải ông chồng ông thương mình, ông nói: ờ, em vì chồng vì con mà em làm nhiều quá, thôi bây giờ em bệnh rồi để cho chồng con lo cho em đi. Thằng này không, nó nói: bà ơi, chồng con lo hàng xóm không. Bắt đầu lúc này
máu nó lên tới đây, cái nó đứt luôn cái rầu. Vậy là đi xuống hay đi lên? Đi xuống. Sân hận chết đi xuống địa ngục. Mà lúc mình sắp chết rồi đó mà mình nói với người thân mà mình nói không được thì lúc này cả đời mình lỗ vốn này. Cả đời mình lỗ. Làm cho đến lúc chết rồi mà chết rồi nói nó một câu, nó trả lời một câu là ứ hơi chết luôn. Có nhiều người chết là bởi vì tức mà chết. Phải chi mình đừng có nói tiếng nào hết, mình lo mình trì chú, mình niệm Phật thì nó chắc lâu chết hơn. Mình giả bộ mình trăng tối với nó quấn cầu cái chết luôn. Thấy không? Cho nên tôi nghĩ là những người mà sắp thân hoại mạng chung á, thì đừng có nên nói với chúng sinh trong cái cõi ta bà này nó không có hiểu mình. Nói với Phật với Bồ Tát đi. Cho con có một cái năng lực, con chỉ cần tu, con cảm đến người thân thì người thân con nó sẽ bỏ ác làm lành. Khi con thân hoại mạng chung, nó không có quậy con, nó không có tạo cái nghiệp để con với nó còn oan gia trái chủ nữa. Cho nên á, cái pháp trợ niệm vãng sanh á, thầy nghiên cứu thì thấy cái chỗ này rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Khi cái người chết họ y như ngủ vậy đó, cứ để họ ngủ yên vậy đi. Xung quanh đó mình bỏ trà hay mình đốt đèn cho nó khử các vi khuẩn ở trong con người đó đó, nó bay ra đó. Mình đốt đèn cầy, mình để trà hay cà phê cho nó hút âm khí đó vô. Rồi mình ngồi xung quanh đó mình niệm Phật thôi. Mình ngồi xung quanh đó mình niệm Phật. Vậy là mình trợ niệm cho người đó. Mà nếu quý vị không niệm A-di-đà Phật thì quý vị cứ thiền thụ thiền nhàn vô ngại đại bi tâm đà la ni, cứ từ từ mình gõ. Tại vì tụng cả ngày chứ đâu phải tụng bữa, tụng thời biến hay biến đâu mà tụng chi cho nhanh. Thiền thụ thiền nhàn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Quý vị mà có đi đám á, là quý vị thấy quý thầy mà đi tụng đám á, là quý thầy không có tụng nhanh. Hồi đó thầy ở thành phố, thầy đi học về, ông sư phụ thầy không đi tụng kinh, cũng là như nè: Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nói cái này con chết con cũng thèm chết luôn chứ đâu. Ổng tụng một phẩm kinh A-di-đà thôi đó, thầy tụng có 10 phút, ổng tụng một tiếng. Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Nghĩa là ông có cớ gì tụng chi cho nhanh. Còn bây giờ quý chú tiểu A-di-đà Kinh tranh thủ nó chạy, thời gian đâu có đợi mình. Nhưng mà khi thầy về thầy đi đám với quý cụ thì mới thấy là quý cụ tụng rất là chậm, từ từ tụng, không có cần tụng nhiều. Miễn mình tụng đọc từ nào nhớ từ nấy, đọc câu nào nhớ câu nấy, tụng là để tâm mình an, mình dẫn cho những người xung quanh an, vậy là được rồi, không cần phải tụng nhiều. Tại vì cái người chết người ta đang cần mình để giúp cho họ, cho nên không cần phải tụng nhanh. Thì có một lần thầy cũng gặp một vị ban kinh sư. Thầy mấy lần thầy hỏi: Con Bạch Hòa Thượng, con đi hỏi một vị thầy thì vị thầy nói là đến đám mình cứ từ từ mình tụng từ chữ cho hương linh người ta nghe, người ta an trú. Nhưng mà tại sao ban kinh sư tụng cũng nghe được từ não rồi thôi? Ông nói tụng là phải cho nó có lực, nó có hồn. Còn tụng mà cứ kéo như vậy đó thì cái người tụng cũng ngủ nữa, đừng có nói hương linh. Cái thầy nói về tin ai đi trời. Một bên thì biểu tụng chậm thôi, còn bên thì nó tụng nhanh cho nó có lực. Mà thật sự là ban kinh sư người ta tụng rất là có lực. Người ta tụng lại mình mai là mình thuộc kinh đó nha, mà lại không tụng nè. Nghe được luôn. Nhưng mà
ban kinh phương người ta tụng là nghe nó ào 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 như sóng vỗ vậy đó. Vậy thì thầy hỏi quý vị, tụng chậm là đúng hay tụng nhanh là đúng? Chậm hay nhanh? Đúng là không phải ban kinh sư. Cho nên chọn tụng chậm. Rồi cho một tràng pháo tay tụng chậm. Nhưng mà nhớ là cũng đừng có chê những người tụng nhanh nha. Tại vì ban kinh sư người ta tụng nhanh nhưng người ta tụng mấy tiếng đồng hồ luôn, đúng không? Phải không? Ban kinh sư người ta đăng đàn lên là người tụng 2-3 tiếng đồng hồ. Có khi người ta tụng 4-5 tiếng người ta chưa rời khỏi chỗ đó. Là tụng như vũ bảo, tụng hết bộ kinh này qua bộ kinh kia. Người ta trì miên mật luôn vấn đề. Thì cái vị mà tụng từ từ cho hương linh nghe thì làm sao mà bằng cái ban kinh sư được. Cho nên cái vị mà đi tụng từ chữ thì ông tụng có mình ổng mà. Có khi ông tụng được 2-3 người nhưng ở ngoài mình nghe là không có lực. Còn ban kinh sư người ta lên người ta tụng là vừa người này tụng giúp người kia tụng giúp người nọ. Thì ở đây thầy mới nghĩ là trong cái thần thức của mỗi người mình chưa có đến giai đoạn đó, cho nên mình không có nói đúng nói sai. Lúc mình chết rồi thì lúc này mình coi cái người tụng chậm với cái người tụng nhanh, người nào mình nương được lúc đó về báo cho thầy biết. Có đồng ý không? Này là trong kinh đó, đại trong kinh có nhắc luôn đó nha. Lúc đó có một cái vị bà la môn nói như thế này nè: thưa thầy, có một ông vua ổng không có tin cái gì hết trơn á, thì bây giờ thầy nói làm sao để cho cái vị đó tin? Thì lúc đó ngài Ca Diếp mới đến gặp vị vua đó. Vị vua nói như nè: tôi có rất nhiều người bạn ở đời, họ sống rất là lương thiện, họ hứa với tôi là khi họ chết, họ sanh về cái cõi nào đó, họ sẽ quay lại báo cho tôi biết về cảnh đó. Nhưng tới chừng họ chết rồi họ không quay về, cho nên tôi không tin lập thiện là sanh thiên. Và tôi là vua cho nên tôi xử rất nhiều đứa làm ác, mà nó ác cực kỳ ác luôn. Nhưng mà tôi đến tôi nói với nó: mai mốt mày chết, mày đọa vào cảnh nào về báo cho tao biết. Tới chừng nó chết nó cũng không có báo, cho nên tôi cũng không tin làm ác sẽ đọa vào địa ngục ác thú. Cho nên ông vua đó ông không tin thiện hay ác gì hết, miễn ông ra như thế nào thì thực hành y như thế đó thôi. Bắt đầu vị này mới đưa ông xuống dưới, có nghĩa là dùng thần thông đưa cái ông vua ngang tàn bướng bỉnh đó đi xuống địa ngục. Đi xuống dưới thì ở trên này là xem giờ khắc đàng hoàng. Đi xuống dưới xong rồi quay trở lên thì thời gian vừa mới xuống dưới quay trở lên là thời gian nó qua hết 3 ngày. Mới xuống dưới thôi, chưa đi tới đâu được, mới tới cái cửa ngục thôi đó. Tại vì ông đó ông đâu có thần thức đâu. Ngục dương nó mới nên là có hai hạng người vô trong đây được. Một là do nguyện lực mà vào trong địa ngục, hai là do nghiệp lực mà vào. Cái ông ngang tàn này ông đâu có nguyện lực mà ông cũng chưa có nghiệp lực phải vào, cho nên không cho ông vào. Lúc đó trả về, vừa xuống tới cửa ngục quay trở về mất 3 ngày. Vị Bồ Tát này dùng thần thông đưa cái kẻ điên khùng này lên cõi trời. Vừa mới ở dưới đây là ghi ngày tháng đàng hoàng, đưa lên tới cõi trời người ta cũng đâu có cho vô cổng đâu. Ông không phải là thần tiên, ông cũng chẳng có tu tập cái gì thì đâu có cho vô. Lên tới trên đó cho biết thôi, quay trở về mất hết 3 năm. Thì bắt đầu mới nói như nè: ông chưa được vô mà đã mất hết 3 ngày, ông chưa được lên mà đã mất hết 3 năm. Ông biểu cái người chết đó quay về báo mộng cho ông là báo làm sao? Nó làm ác, nó chỉ chui vào trong địa ngục là người ta chọc nó, ta làm thịt nó ở trong rồi, lấy đâu mà thả nó ra mà về báo cho ông biết. Hiểu không quý vị? Nó làm ác thì cái nghiệp lực nó chiêu cảm luôn vô trong địa ngục A Tỳ rồi, còn đâu nữa mà nó quay về. Còn cái người làm thiện đó, người ta khi thân hoại mạng chung ở đây người ta sanh thiên, người ta sanh về trên đó một ngày là ở dưới đây cả trăm năm rồi, mà ông biểu quay xuống đây báo cho ông biết ông còn xương không. Bây giờ trên đó mà nó làm thủ tục xong nó quay xuống đây là ông chết rồi.
lấy đâu không biết, làm sao không về nó báo cho ông được. Thì bắt đầu mới lấy một ví dụ nè, quý vị té vào trong cái hầm phẫn, sau khi quý vị ra khỏi cái hầm phẫn đó, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, quý vị có muốn nhảy xuống đó nữa không? Muốn không? Chư thiên người ta nhìn cái cõi này nó giống như mấy con dồi vậy đó, người ta có muốn xuống không? Không. Phải phát đại nguyện dữ lắm mới xuống trong cái cõi này. Chứ xuống cái cõi này là cái cõi mà nó ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Xuống đây không có mang cái thân chư thiên được, xuống đây mang cái thân bình thường, nó chửi mắng, nó đâu có nghe theo đâu. Nói nó còn chửi nữa, ở đó mà nghe. Như vậy thì có chư thiên có xuống đây giúp cho mình được không? Cho nên bây giờ quý vị thấy không, có nhiều người, người ta ở bề trên á, xuống nói cho người ở thế gian nghe những cái chuyện thiên cơ á, cái người này chỉ người kia đó, thôi em nói đó, ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời nói đó. Lúc này người ta có muốn giúp mình, người ta giúp được không? Nhưng mà giờ này thầy thấy trên mạng nhiều lắm nha, ai nghe nghe không nghe thôi, tôi nói chuyện thiên cơ nè, chuyện này nè nó vậy 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 đó, chuyện kia nó vậy vậy đó. Giờ này cái YouTube hay là cái TikTok hay là cái gì đó, nó cứ mạnh dạng nó nói, nó thả lên đó rồi ai nghe nghe không nghe thôi, có đúng vậy không quý vị? Đó, nhiều người người ta nói đúng nhưng mà cũng không có chính xác. Nhiều người người ta cũng nói trời thần đất sét, thầy nghe hết trơn á. Quý vị biết là bản thân thầy muốn giảng cho người ta nghe một điều gì đó. Đích thân thầy ngày xưa đã tu ở núi Ông Cấm, hay là người lên núi Ông Cấm tu luôn ở trên, biết luôn những người tu phép thuật thế này thế kia ở núi Ông Cấm, vào luôn trong đạo địa mẫu tu 18, 28, mùng 8 là đều hái hoa sen cúng mẫu, rồi đi tu với quý cô bác ở bên đạo Cao Đài. Và phải nói rất là ngưỡng mộ các vị đó, tu tuyệt vời lắm, tinh tấn lắm. Tôi chỉ có không có cái duyên là bởi vì tôi muốn giải quyết sanh tử, chứ tôi không muốn là tu tinh tấn mà tôi không hiểu tôi là ai. Cho nên tôi rời khỏi tất cả những người bạn đồng tu ấy, thì tôi mới nghĩ là khi tôi tìm hiểu đến với Đức Phật Thích Ca thì tôi thấy rõ ngày xưa Đức Phật Thích Ca vẫn đi tìm đạo, mà ngài tìm gần hàng trăm cái mối đạo luôn, ngài mới tìm ra cái ánh đạo vàng là Phật Pháp. Nhưng mà cái thời của Đức Phật còn ở Ấn Độ thì người ta cũng coi Đức Phật là một vị hóa thân của Bà La Môn thôi, chứ người ta đâu có cho Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn đâu. Thế thì tôi mới nghĩ vậy nè, bây giờ tôi nói với tôi rằng Xuân cả một đời được đi tu, được đi học, được hiểu biết, mày có chắc là khi mày chết mày an ổn, mày xả báo thân, mày sanh thiên không? Hay là mày sanh về cực lạc không? Mày chắc không? Mày ký hợp đồng với tao đi. Giờ ai nói với ai? Tôi nói với tôi. Tôi phải tự ký hợp đồng với tôi. Và tôi nói rằng là bây giờ trong giấc mộng chim bao, tôi vẫn làm chủ trong giấc chim bao. Trong chim bao tôi vẫn thuyết pháp. Đấy, chứ không phải là quý vị nghĩ là tôi ngủ sai là tôi có chim bao. Trong chim bao tôi vẫn thuyết pháp, trong chim bao tôi vẫn gặp mọi thứ, tôi vẫn thể hiện Bồ Tát hạnh để làm. Và tôi không còn thấy ác mộng như thời tôi chưa đi tu nữa. Quý vị có làm được chưa nè? Được không? Ở đây trong chim bao quý vị có trì chú không? Trong chim bao có niệm Phật không? Còn thấy chim bao ác mộng nữa không? Hết rồi. Cho một tràng vỗ tay, hết ác mộng. Cái này là tôi nói một cách rất là chân tình đó nha quý vị. Nếu quý vị mà tụng kinh niệm Phật mà quý vị còn chim bao, còn ác mộng là xin thưa, còn đọa lạc đó.
Làm sao mà ta niệm Phật, ta trì chú, ta tham thiền mà không còn một nhất chiêm bao nào làm cho tâm mớ, làm cho chúng ta sợ hãi. Tôi nhớ lúc tôi từ đi học, tôi quay trở về chùa Linh Sơn. Trên giường á, tôi không có ngủ trên giường, tôi trải cái tấm chiếu tôi nằm dưới đó. Tối có hai mẹ con đến, nó lôi tôi. Tôi mới nói: ủa, tôi đang ở chùa mà. Cái nói cái chỗ này của tôi. Tôi nói: ủa, cái phòng này sư phụ kêu tôi vô đây mà. Muốn đuổi tôi ra khỏi cái chỗ này, lên nói sư phụ đi, kêu sư phụ xuống kêu tôi mới đi. Cái hai mẹ con nó đi lại thầy mà. Ủa, thầy thấy, ủa sao đi lại thầy rồi mà thầy thấy con người thầy nó nặng như vậy. Thầy nói: à, vậy là mình còn tu thua nó. Mình tu mà mình thua nó cho nó đã đè mình được, chứ mình tu hơn nó, hào quang mình nó sáng hơn nó, nó đè mình đâu có được. Lúc đó thầy nói: ồ, vậy là mày ngủ mê rồi Xuân ơi. Ủa, mình có biết tới Phật mà tại sao không niệm Phật? Hào quang mày không có cho nên mày bị bóng đêm nó đè. Bây giờ mày niệm Phật, mày trì chú đại bi. Lúc đó cái tôi niệm Phật cái nó chạy mất tiêu. À, ra tôi niệm Phật cái nó chạy mất. Cũng giống như bây giờ mà mỗi lần tôi giận lên ha, tôi còn giận chứ đâu phải tôi thành thánh thành tiên gì, tôi không giận. Mỗi lần tôi giận lên tôi nói: nay tu mà cũng còn giận ngon ha, lâu lâu cũng xuống địa ngục chơi. Cái tôi nói: à, Di Đà Phật ra. Nó hết giận. Giận nó thật hay nó giả quý vị? Giận là thật hay giả? Sao nghe im ru vậy ta? Chúc ngủ ngon. Thầy hỏi quý vị trả lời giùm thầy đi, giận là thật hay giả? Thật. Vui là thật hay giả? Thật luôn. Khóc là thật hay giả? Bởi vậy tu tới giờ này mà nói mấy cái đó thật là cho anh tràng pháo tay đi. Nam mô tu dở ẹt Bồ Tát. Dở mà nó còn ẹt nữa chứ phải dở không. Buồn là giả. Quý vị nói cho nó lớn với thầy: buồn là giả, là do duyên sanh. Mất cái gì đó mới buồn, đúng không? Vui là giả, vui là do duyên sanh, được cái gì đó mới vui. Nhưng mà cái được hay cái mất đó đều là đồ giả. À, rồi đọc bài kệ kinh Pháp Cú nè: con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản con đâu ra? Bản thân mình còn không phải có, bản thân mình nó còn không có thật nữa, ở đó mà tài sản này. Tất cả các cái thế giới này, quý vị đọc kinh Bát Đại Nhân Giác rồi: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Muốn ra khỏi sanh tử phải biết rằng thế gian này nó vô thường, nó không có thường còn. Nó bở giòn lắm, quốc độ nguy thúy nó bở giòn lắm. Hôm nay quý vị nghe động đất, sóng thần, bão tố tùm lum hết, là nó sắp tới thời kỳ hoại diệt rồi đó. Thành, trụ, hoại, không. Đấy, cho nên bây giờ nè, mà quý vị nghe nhiều người người ta nói, rồi quý vị thấy là dịch bệnh, bắt đầu giờ này quý vị mang khẩu trang nữa là bắt đầu sắp tới một cái dịch lớn nữa rồi. Ở Singapore là dịch bắt đầu nó đang lan tràn dữ rồi. Nhưng bây giờ nó không có nặng như Covid Corona lúc trước nữa. Chứ còn bây giờ nó vẫn lan tràn, chứ không phải không có đâu. Chừng nào mắc dịch mới tính. Chứ còn bây giờ hết sợ rồi. Cho nên
chính phủ cũng không có kêu mình phải phòng ngừa nữa, nhưng mà mạnh ai thì tự mình bảo vệ sức khỏe của mình thì cứ mang khẩu trang. Còn dịch bây giờ là nó bình thường rồi, không còn cái gì nữa, phải chỉ thị 16 nữa. Người nào có sức khỏe tốt bình thường, tôi đi giảng suốt luôn, tôi đi bởi vì tôi đang hơi khan tiếng một chút xíu, là bởi vì mấy ngày nay là gần như là xuyên suốt làm việc quá sức rồi là quá tải, cho nên điện nó yếu vậy thôi, chứ cũng không có ăn nhầm gì hết trơn, vì hàng Việt Nam chất lượng cao nên không có lo. Từ đó mà tôi nghĩ là nói với người sắp lâm chung là một cái điều rất tuyệt vời, mà nếu người nào không có học Phật pháp là mình không tự nói với mình, và cũng không chia sẻ được với người xung quanh của mình, và cũng không nói được với chư thần, chư thiên, bậc hiền, bậc Bồ Tát, bậc thánh, và không nói chuyện được với chư Phật, thì bao giờ mình mong Phật rước? Giống như nãy thầy hỏi cô, mình sắp thân hoại mạng chung, mình mong Phật rước, nhưng hằng ngày mình không có chia sẻ với Phật. Bây giờ mình nghĩ ma nó còn biết, thì mình nghĩ gì, mình nói gì, mình làm gì, chư Bồ Tát, chư Phật biết không quý Phật tử? Biết không? Biết. Từ chỗ đó mình đâu có gì đâu lo. Con làm tất tần tật mọi thứ Phật và Bồ Tát biết hết, thì lúc đó con có cần phải kể cho Phật và Bồ Tát biết nữa không? Không cần phải kể. Cho nên mình gọi là cái gì, gọi là hữu lậu và vô lậu. Quý vị nói với thầy, hữu lậu là còn có, vô lậu là không đếm nổi. Bây giờ mình lo mình tu hành chứ còn có hỏi đếm là nhiêu nữa. Khỏi đếm. Giờ là tu thôi. Cho nên người ta khen mình thì mình cũng phải mình lo mình tu thôi. Người ta khen mình cũng là mô gì đà Phật, Nam mô gì đà Phật. Hoặc là thiền tự thiền nhân hay để cái tên đà la ni nam mô đà na đà nam mô ri a mô ni. Cứ như thế, người ta chơi mình cũng là mô gì đà Phật, Nam mô gì đà Phật, thiền tự thiền nhân hay để cái tên đà la ni nam mô ra na ra ya. Ta khen người ta chơi, chuyện đó của người ta, nó rảnh lắm. Nó không có chuyện gì nó làm, buồn vui vui nó gặp mình nó khen, buồn buồn gặp mình nó chửi. Mình không có phiền hà gì đến những người xung quanh mà người ta tác động vào mình, thì mình coi rằng cái năng lượng của mình để mình tác động vào người ta, chứ mình không có cần người ta tác động vào mình. Và mình cũng, cái tiếng Anh nó gọi là I don't care. Tôi không quan tâm, tôi không ngán, tôi không có sợ, tôi không có màng đến những cái chuyện đó. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Tôi lo cho lộ trình giải thoát của tôi, chứ tôi không phải tôi lo cho cái lộ trình giải thoát của ai. Cho nên người ta có thương thì tôi cũng phải là biệt nghiệp của tôi, chỉ có cộng nghiệp với mọi người thôi. Cho nên tôi phát nguyện, trong cái tính nguyện hạnh á, thì tôi phát nguyện, tôi phát nguyện độ 1000 đệ tử xuất gia trở lên. Cho nên là cứ ai đến xin xuất gia là tôi cho, tại vì tôi nguyện độ 1000 người trở lên mà. Bây giờ tôi không cho rồi tới chừng nào. Bây giờ mà cả đạo tràng này xin xuất gia là tôi cạo tóc cho tới sáng tôi cũng cạo nữa. Tôi hoan hỷ gì đó. Có ai cần cạo tóc không? Thấy không? Còn ai dám chân thôi. Nghĩa là do tôi phát nguyện cho nên ai muốn đi tu là tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho đi tu. Vì đó là tôi phát nguyện cho nên tôi làm. Rồi tôi phát nguyện độ hàng trăm ngàn người cư sĩ trở lên, cho nên tôi cố gắng tôi quy, gọi điện thoại xin quy tôi cũng cho luôn. Vì sao vậy? Mình phát nguyện mà, mình tạo điều kiện cho người ta đến với Phật pháp. Còn người ta tu được hay không là chuyện của người ta, đâu phải của tôi. Tôi luôn luôn giảng dạy, tôi luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà tôi không phải dính cái nghiệp của người ta. Quý vị cùng nói, cộng nghiệp là ta có duyên với nhau. Biệt nghiệp, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Không mắc mớ gì tôi.
Vậy là bữa nay tôi nói với quý vị cái chủ đề là nói với người sắp lâm chung. Nhưng mà quý vị không có quan tâm, quý vị nội nói nghe chui, bỏ ngoài tai đi. Được, đâu có ăn nhầm gì tôi. Vì bản thân tôi nói cho quý vị nghe là tôi đang nói với chính tôi, chứ không phải là tôi nói cho quý vị là bắt buộc quý vị phải nghe và quý vị phải làm theo. Quý vị không làm theo không ăn nhầm gì hết, không mắc báo gì tôi. Tại sao vậy? Cái thời Đức Phật bưng cái bình bát đi khất thực, Đức Phật bưng cái bình bát đi khất thực, rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, vân vân và vân vân đi theo Phật. Thì ai khất thực được người đó ăn, chứ đâu phải Đức Phật đi khất thực rồi Đức Phật phải cho vòng vòng đâu. Đúng không quý Phật tử? Vậy thì nước thầy uống. Vậy thì bây giờ này chúng ta còn nói là làm thầy phải lo cho học trò, không có vụ đó nghe. Thời Đức Phật còn tại thế, người ta cúng dâng y cho Phật thì Phật mặc. Còn Phật nói là ta có dư ta cho nè, ai có không có thì đến lấy. Không có thôi chứ tôi không có đi khất thực giùm đâu. Bây giờ này đệ tử không có là tôi phải đi khất thực cho nó là tôi đang làm sai rồi đó. Ai có phước thì tự vận động mà có, chứ đâu có cái vụ mà tôi đi khất thực giùm đâu. Còn mà không không lo tu hả, nhịn đói hả, chúc mừng, đói mạnh dội. Chứ ở đó mà bắt tôi đi khất thực giùm, không có chuyện đó. Tại vì tôi biết thời Đức Phật là ngài đi khất thực, rồi tới gốc cây ngài ngồi xuống, ăn xong rồi ngài thuyết pháp, rồi ngài an trú trong chánh định. Rồi sáng hôm sau ngài tiếp tục đi khất thực và ngài ngồi xuống thuyết pháp hết ngày. Đến 49 năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật vẫn thông dong tự tại. Chứ Đức Phật không phải nói là hôm nay tôi cho ngài Xá Lợi Phất xuất gia theo tôi là tôi phải cộng nghiệp với ngài Xá Lợi Phất. Đừng có mơ, không có cái vụ cộng nghiệp đó. Giáo bất nghiêm sư chỉ đọa, không có cái vụ đó, không có. Nhưng mà bây giờ tổ dạy như vậy thì tôi cũng cố gắng dạy đệ tử. Vì tổ nhắc nhở rằng ông nhận nó làm đệ tử mà ông không dạy nó làm sai, ông có tội. Cũng như mình sanh con mình ra, mình không dạy con mình, nó phá làng phá xóm, người ta chửi cha mẹ nó, không phải chửi nó. Đúng không quý Phật tử? Bây giờ tôi nhận đệ tử, tôi dạy mà nó không nghe, người ta chửi, tôi nói tôi cảm ơn, chắc là nghiệp của tôi. Tôi nhận nó rồi, tôi dạy nó mà nó không nghe, nó phá làng phá xóm để cho người ta chửi tôi. Như vậy tôi nghĩ là tôi tăng phước chứ tôi không phải tăng tội. Tôi không dạy nó thì tôi thấy tôi có lỗi. Còn tôi dạy lúc nào gặp tôi cũng dạy, dạy hết cái này tới cái kia, rồi tôi đi dạy hết đầu này tới đầu kia. Tôi đi học thêm, tôi vừa đi giảng dạy, tôi vừa đi học. Học xong giảng dạy rồi tư duy, tôi không bao giờ bỏ quên trên lộ trình giải thoát của mình. Thì tôi không có lỗi với chính tôi, và tôi cũng không có lỗi với chư tổ, không có lỗi với chư Phật. Điều đó tôi xét thấy tôi không có lỗi, ngửa mặt lên trời không xấu hổ, cúi mặt xuống đất không thẹn với lòng. Được không quý vị? Nghe được rồi, đâu có mắc mớ gì mình phải sợ người ta khen người ta chê. Nó đến với mình nó làm ông nội, nó kêu mình phải hầu hạ nó, mình phải lo lắng cho nó, thôi mơ đi cưng. Tại vì quý vị đẻ con ra thì quý vị phải chịu. Tôi có đẻ đâu mà tôi chịu. Tôi chỉ nhận làm đệ tử thôi mà mắc mớ gì tôi phải gánh nghiệp. Quý vị thì phải chịu cái câu con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Còn tôi không. Ba y một bình bát thông dong, tôi nói với chính tôi rằng tôi làm hết tất cả mọi việc đều là Phật sự, không vì lợi ích cho chính bản thân mình. Thì không có gì khi tôi hai bàn tay tôi xuôi ra mà tôi còn liên tiếp cái chuyện gì của thế gian. Là tôi biết tai người này là truyền cho người kia, của thế gian là đồ giả, sanh ra để chơi, cho nên chơi cho thật là an lạc, mà chơi giống như Phật chơi, đừng có chơi cái kiểu của ma chơi, chơi kiểu của Phật Bồ Tát chơi. Chơi rất hạnh phúc, chơi rất tự tại, chơi
mà khi bỏ thân mạng rồi được sanh về những cõi Phật, cõi lành. Đó là người giác ngộ. Mình có Phật tánh mà. Bây giờ mình đâu có ngại ngùng gì đến nỗi mà khi mình chết rồi mình còn liên tiếp cái chùa không. Cho nên tôi phát nguyện xây 10 cái chùa trở lên. Tới giờ này xây mới có 4-5 cái gì đó, còn thiếu nợ 4-5 cái nữa. Nhưng mà chó sủa quanh nó mà nó hết dám sủa, có nghĩa là cái người đã dữ hơn chó. Nghe cái tình trạng này tôi nhớ lấy câu chuyện con báo nó được mẹ nó nuôi. Mà khi mẹ nó nuôi con báo đó thì cái nó được nuôi trong gia đình mà, cho nên cái người mẹ đó, cái người nuôi con báo đó là nói chuyện được với nó, nói thông qua ánh mắt nói chuyện được với nó. Cái con báo nó đi ra ngoài cổng, nó đi ra khỏi nhà, cái có mấy con chó vùa tới nó xúa con báo. Nó nói con ní, nó còn sợ nó quá. Cái hỏi rồi sao nữa, cái nó còn sợ quá, cái còn nhai đầu nó luôn. Có nghĩa nó về nó nói với mẹ nó là con đi ra ngoài đường con chơi, mấy con chó nó dữ lắm mẹ, nó chạy tới nó tấn công con, nó xuống quá trời quá đất. Cái anh im rơ, cái mẹ anh hỏi rồi con làm sao. Anh nói nó thấy nó dữ quá con nhai đầu nó luôn, nghĩa là con dữ hơn nó. Hay là con thấy nó dữ, nó sủa con, nó tấn công con là con né nó, là con nhường nó thôi. Nhưng mà nó tưởng chắc con sợ nó tấn công tới nữa, nó tới nơi rồi cái con giật, cái con nhai đầu luôn. Cái đó là gọi là nhường trên một bước. Ai mình cũng nhường hết á, để rộng đường dễ đi. Nên những cái con vật mà nó dữ dữ lắm, nhưng mà mình mới nhìn nó mình thấy nó hiền dữ lắm, nhưng mà ghê gớm lắm. Mà những con mà gặp mà sủa quá trời quá đất đó, những con đó nó hiền lắm. Mà mấy cái con chó mà nó gầm đi coi chừng, bước tới dứt. Mà những con mà nó sủa trời hết đó, nó sao hết đó. Mấy con đó cứ bình thường đi. Cho nên người xưa người ta nói chó sủa mặt chó, đường ta cứ đi. Cuộc đời có nhiều lúc mình học Phật rồi mình cảm thấy là con đường phía trước có nhiều người nói thầy ơi con không có dám xuất gia, con thấy xuất gia cực quá, khó quá, con sợ xuất gia rồi con không có yên ổn. Thầy mới nói như nè, con người ta tu được mình tu được, người ta sống được ở trong đạo thì mình sống được, có sao mình sợ con, cứ đi tu. Và thầy là người tạo điều kiện tạo duyên cho rất nhiều người đi tu. Cho đến bây giờ có một cô Phật tử, cổ đi tu theo thầy rồi mà cổ vẫn ở nhà để cổ lo cho mẹ. Đến lúc mẹ mất rồi là cổ đã thọ tỳ kheo rồi mẹ mới mất. Mà hầu đó nói rằng con phải hiếu thảo để cho mẹ con mất rồi con mới đi tu. Thì thầy nói vậy con vừa tu vừa cầu cho mẹ mất sớm hả? Rồi đến lúc mà bà chưa mất rồi con ngồi con cầu cho bà mất hay sao? Cho nên tu thì tu, hiếu thảo thì hiếu thảo. Mình không có gia đình là lo đi tu. Cho nên nghe lời thầy xuất gia rồi thầy vẫn cho về nhà để lo cho cha mẹ, vẫn là người xuất gia, vẫn lo cho cha mẹ, vẫn ở chùa. Về nhà lo một buổi, em gái lo một buổi, hai chị em chia với nhau rồi về chùa lo tu học. Thế thì sau khi thọ giới tỳ kheo xong mẹ mới chết. Lúc đó quý thầy, quý cô, quý Phật tử vì thương yêu cái hạnh tu của cô này đến hộ niệm tụng kinh bái sám và cổ rất là vui. Cổ đã báo hiếu được cho cha mẹ, giống như cái câu là một người đi tu là cứu quyền được siêu thăng. Quý vị đọc cái câu đó: nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước, ngàn người hưởng. Một cây hoa nở, cả vườn thơm lây. Bây giờ trong đạo tràng này có một người chứng thánh quả thì cái chùa này nó nổi cộm cho mà coi, đúng không quý vị?
chẳng những cái chùa này nó nổi cộm mà cái huyện Củ Chi lên luôn, rồi đất nước Việt Nam ăn theo luôn, đúng không? Bây giờ ở đây nè, cái tu viện Như Giác có một người tu chứng đắc đi, có một người đắc đạo đi, quý vị sẽ thấy cái cảnh tuyệt vời luôn. Cũng giống như là thầy thường nói là trong một cái đội đá banh có một người đá giỏi thôi là Ronaldo hả? Cái gì con? Đô nè. Thầy không có ghiền đá banh cho nên cái thằng mắc dịch đó thầy không nhớ tên. Như Ronaldo. Cũng mà thầy biết thầy nói sai rồi. Tên nó không phải vậy. Nhưng mà gì đô gì đó. Người ta chỉ cần biết đến một cái ông đó thôi thì người ta biết luôn cả cái đội đó, người ta biết luôn cả cái tỉnh đó, người ta biết luôn cả quốc gia đó nổi cộm trên thế giới, ai cũng biết. Biết chỉ một người thôi, một người giỏi thôi, là cả một cái đất nước đang theo, mà ăn theo cả một cái thế hệ luôn chứ không phải. Nó chỉ đá banh giỏi thôi. Quý vị thấy ghê gớm không? Từ chỗ đó mình tu học làm sao mà mình cảm nhận được rằng à, cái thế giới này nè nó là giả, tôi giác ngộ rồi, tôi tự nói với tôi để tôi không có đợi đến lúc mà tôi gần chết rồi tôi mới lo âu sợ sệt, sống để dành cho cái chết. Cho nên tôi tự nói với tôi như vậy nè: khi ta sanh ra ta khóc mọi người cười, ta sống một đời giác ngộ, khi ta chết ta cười mọi người khóc. Người ta sống, ta cố gắng ta sống để làm sao mà ta sống rất là lợi ích, để ta cười khi chết mọi người khóc tiếc thương. Còn bây giờ mình sống mà chẳng có lợi ích gì, nó nói thôi mày chết quách đi cho xong, sống chi cho nó chật đất. Mình sống mà giống như cây cỏ, người ta phải nhổ, người ta dục, người ta dưỡng lại cây hoa. Còn bây giờ mà chúng ta là người Phật tử rồi mà chúng ta không sống có lợi ích, chúng ta không sống có giá trị, thì giống như cây cỏ người ta nhổ, người ta dục cho rồi. Một vị đệ tử Phật đi đến đâu người ta quý mến đến đó, thì cái đó đúng là người tu theo Phật. Người đó lợi lạc mọi phương diện, về vật chất họ cũng lợi lạc, về tâm linh họ cũng lợi lạc, về giáo dục Phật pháp họ rất tuyệt vời. Cái đó là một người đệ tử Phật, họ rất lợi lạc. Cho nên mọi người rất là thích gần gũi họ để học hỏi, vì họ là người giác ngộ, người trí, người thay Phật thuyết pháp. Cho nên tự nói với lòng mình, đi đến con đường giải thoát mà đến cái bước cuối cùng rồi là đi lên về với Phật, chứ không có đến đó rồi run rẩy sợ hãi. Cho nên tôi khuyên những người đệ tử là những người lớn tuổi đó, thì tự mình phải niệm Phật. Và gần đây tôi có dạy niệm Phật thế này nè quý vị, tôi nói với quý vị luôn, tôi dạy niệm Phật vậy nè: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ai á mà mỗi ngày đó mà đánh cái này nè, mà từ 15 phút cho đến 20 phút thôi, không cần nhiều, từ 10 cho đến 15 phút thôi ha. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đó, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi một lần mình đánh một kiểu như nè, là mình niệm 6 lần là mình điểm 36 cái thôi. Chặt dày: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đầu mình niệm mình chặt nhẹ nhẹ thôi vì nó chưa có quen. Mình niệm đến một giai đoạn, một thời gian sau mình quyết gì nè. Ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Là cái con người này là cái sức nó khỏe dữ lắm à. Ha. Lúc đầu mình đánh vậy nè: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ quý vị trì đại bi á, Thiên Thừa Thiên Nhà Vương Đại Bi Tâm Đà La Ni, không cần gõ mỏ nữa, trì vậy nè, trì một biến thôi. Hả? Rồi quý vị đánh vậy nè:
thiên thủ thiên nhân vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo ấn đà đà bà ra ya. Mình làm vậy đó một biến thôi, một biến đại bi thôi là quý vị khỏe dữ lắm luôn. Cái kinh mạch huyệt, cái bộ đồ lòng của mình nó hiện hết trên cái bàn tay nè. Bàn tay cái người nào mà nó đỏ chừng nào thì con người đó khỏe chừng nấy. Thử dỗ tôi có biết nè. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Hết buồn ngủ chưa? Hết liền. Mắt sáng ra liền, trí huệ minh mẫn liền. Sáng sớm ngủ dậy, nằm trên giường luôn, niệm vỗ tay như vậy, nằm trên giường vỗ luôn rồi bước xuống. Tôi tin chắc rằng cả đời quý vị sẽ không bị tai biến. Nằm trên giường luôn, trì chừng 3 biến đại bi thôi. Mỗi biến như vậy là vỗ tay một kiểu, là chừng 3 đến 7 biến đại bi. Là tôi tin chắc rằng sáng thức dậy trì, tối trước khi ngủ trì, quý vị vỗ như vậy là mồ hôi quý vị nó tự tôm ra luôn á. Tại vì mình vỗ tay thôi. Còn hỡi mà người nào mà thấy vỗ tay mà thấy sức khỏe mình nó tốt rồi mà mình muốn vỗ chân nữa thì cầm hai cái chân vỗ. Nhớ là người ta bấm huyệt đó, là người ta bấm hai cái bàn tay, người ta bấm hai cái bàn chân, người ta bấm lên cái mặt. Người nào muốn trẻ đẹp nữa thì so nữa. À, vừa niệm Phật vừa so cái mặt nha. Cái người đó, đó là cho nó đẹp như tiên. Chỉ cho biết, có người hỏi thầy chỉ cho con bí quyết nào. Tu cho đến giờ này chưa thấy thầy già, mới thấy tóc bạc. Đó, mình cứ niệm Phật mình kéo ra gì nữa là khỏi có đi thẩm mỹ viện. Vừa niệm Phật mà vừa đánh vậy thì khỏi cần đánh mỏ. Thấy không? Mình vừa niệm Phật mình vừa đánh trên cái mặt mình y như đánh son vậy. Thầy đâu có ngu hay đánh son, đánh vô mặt thôi. Đó, mà quý vị mà đánh như vậy là máu huyết nó lưu thông. Còn người nào mà thấy mình máu nó thiếu trên đầu, trí tuệ mình không có thông minh, thường hay quên trước quên sau, đổ thừa Covid chơi cái năm cái lượt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình thấy tóc mà nó lướng vướng thì cạo giống thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Mình làm như vậy là không có bị tai biến mạch máu não. Máu thường lên đầu, trí tuệ minh mẫn, ngủ rất là ngon giấc. Ai mà ngủ không được cứ ngồi dậy đập cái tai, cạo cái đầu, nếu mà muốn nữa thì đập cái chân. Hai cái chân mà mình đập một chút xíu là máu huyết nó lưu thông, là ngủ rất là ngon luôn. Được chưa? Hiểu không? Mà có phản đối gì vậy không? Thầy nói vậy là cảm thấy có hợp với khoa học không? Hợp khoa học. Ngủ ngon, tu hành như vậy là mau đắc đạo. Vậy đó, mình khỏi có cần phải sâu chuỗi. Thầy giả bộ thì mang sâu chuỗi cho quý vị thấy là màu vậy thôi đó. Thấy không? Làm màu vậy nên thôi, chứ còn thật sự ra là quý vị mà tu mà quý vị đánh vậy nè, mà người nào mà tu mà đánh vậy thì bảo đảm là không có còn cái móng tay. Còn cái móng tay làm sao mà dám quào vô mình nổi. Thấy không? À, mà quý vị biết không, đánh như vậy nè nó rất là tốt cho sức khỏe. Mà mình mượn cái phương tiện mình tu á, mình tu mà mình còn niệm Phật được như vậy nè, là tôi nói khỏe dữ lắm luôn. Khi thân hoại mạng chung là tôi biết chắc là sanh về cõi lành, cõi tốt rồi. Ai mà thấy mình đau chỗ nào thì đánh chỗ đó. Giả sử như tôi đau cái lưng, cứ ngồi đó quánh vô cái lưng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lấy cái lưng làm cái mỏ. Vậy đó, đánh hết tay trái tới tay phải, đánh hết tay phải tới tay trái, là lấy cái tay của mình đánh vào cơ thể của mình là máu huyết nó lưu thông. Ai đau thấp khớp cứ ngồi đó lấy cái tay đánh cái khớp mà niệm Phật mà trì chú thì chắc chắn là máu huyết nó lưu thông và con người đó rất khỏe mạnh. Mà khỏe mạnh dẻo dai rồi thì con người này tu tinh tấn lắm luôn. Còn nó rủ đi tu đi niệm Phật cái nó trời ơi đau quá làm sao niệm Phật, ngồi đó than không mà không có làm thì bảo đảm sống không an lạc, mà
đến lúc gần thân ngoại mạng chung rồi là oan gia trái chủ nó đến. Cơ thể mình không có lửa, cơ thể mình không có hào quang, mình không có một sức khỏe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng không có một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể yếu đuối bạc nhược. Và tôi nhớ rằng là hòa thượng ở Ấn Độ á, là hòa thượng Huyền Diệu, Ngài đi tới đâu Ngài giảng, Ngài cũng thường nhắc đến cái điều này. Quý vị có biết tại sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật không? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời Ngài thành Phật, quý vị có biết không? Ngài làm gừng gớm lắm, mà ai mà nghe đĩa của Ngài rồi là trả lời chắc lăng 100% luôn. Tại quý vị ít nghe đĩa hòa thượng. Mai mốt mà hòa thượng nói là ai mà trả lời được là tôi tặng cho 100 đô, là kêu thầy Xuân gọi điện thoại, thầy Xuân trả lời câu này, là thầy chỉ cho chia, thầy chọn người 50, chắc như bắp luôn. Ở đây ai biết, ai biết cái câu đó trả lời, thấy không? Đâu có ai nghe cái đĩa của hòa thượng đâu mà biết. Biết cái gì không? Biết câu trả lời là gì không? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật? Chỉ một điều thôi đó. Ôi, tôi là giảng sư cho nên tôi nghe hết quý hòa thượng giảng sư, tôi nghe hết quý thầy quý cô, cho nên ai mà có cái mánh gì là tôi biết hết trơn. Nhưng mà tôi không có giảng theo vậy thôi, tôi không có giảng theo, tôi biết mánh hết trơn. Đó có nghĩa là chìa khóa học Phật. Hòa thượng nói vậy nè: tôi nể ông Phật Thích Ca Mâu Ni nhất, và tôi biết chắc rằng ông Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ diễn thành Phật là bởi vì Ngài là một cái người tuyệt vời. Ngài làm sai, Ngài dám nhận Ngài làm sai. Người gớm không? Hết. Ông Phật Thích Ca Mâu Ni ông tu sai, ông dám nhận ông tu sai, ông sửa lại. Ông tu, ông tu cho đến lúc còn bộ da bột xương, ông thấy sai rồi, ông nghỉ, ông không tu gì nữa. Ông quay trở về với trung đạo, ông ăn uống bình thường, cho có một sức khỏe rất cường tráng, khỏe mạnh, minh mẫn, tu đắc đạo. Vậy mà không vô ta. Cho nên là mỗi lần mà tôi nghe hòa thượng về, mà hòa thượng đi giảng đâu á, tôi thèm đến tôi nghe ghê gớm lắm. Là bởi vì Ngài nói gì tôi thuộc hết à. Ngài chỉ cần hỏi nhiều là tôi trả lời hết nhiều. Nhưng mà tôi để cho Ngài hỏi, còn lát Ngài ra ai trả lời đúng cho 100 đô rồi tôi lên liền. Mà không thấy nói nữa, em không sợ mất 100 đô sao. Cho nên là Đức Phật là một cái bậc, Ngài biết Ngài tu sai, Ngài sửa trở lại. Vì bản thân của Ngài thấy rằng Bà La Môn cái thời đó đó, ai mà tu khổ hạnh đệ nhất là họ tôn kính lên. Nhưng mà cái cuộc đời này cũng vậy nữa, con người ta biết rõ sai nhưng mà người ta không sửa lại. Quý vị trả lời được cái câu đó. Ở đời này ai cũng biết sai hết mà vẫn không chấp nhận sửa. Quý vị biết cái gì không? Quý vị biết thầy cho cái chùa này, chùa đâu phải chùa của thầy, sẵn sàng cho. Ai biết? Ai biết là ở thế gian này nè, là ai cũng biết sai hết. Thầy chỉ cần nói ra là quý vị biết đó là sai, mà quý vị vẫn không sửa, và thế gian này nó vẫn không sửa. Đó, quý cụ lớn tuổi rồi, đâu phải là quý cụ biết đâu, thấy chưa? Rồi bây giờ thầy nói, không ai nói hết, cho một tràng pháo tay thầy nói. Có ai giơ tay không? Hỏi lần nữa, có ai giơ tay là nói mình biết không? Không biết. Rồi bây giờ thầy nói. Mặt trời nó đứng yên hay trái đất đứng yên? Trả lời. Mặt trời đứng yên, nghĩa là mặt trời là định tinh của một hệ mặt trời, chứ còn nguyên cái hệ mặt trời nó vận hành đó nha. Nhưng mặt trời là định tinh của một hệ mặt trời, so với trái đất thì mặt trời là đứng yên. Có phải
trái đất quay quanh mặt trời 365 ngày 8 tiếng không? 8 giờ. Nó lồi ra 8 giờ nữa, qua 4 năm á, nó mới ra một ngày. Nha. Cứ 4 năm như vậy nó ra một ngày, cho nên 4 năm như vậy ta nhường một tháng. Nha. 8 lần ủa 6 tiếng chứ, nó dư 6 tiếng. 6 lần 4 24. 24 giờ là một ngày một đêm. Là trái đất nó quay quanh trục của nó 24 giờ, và nó quay quanh mặt trời 365 ngày 6 giờ. Nhớ nha. Nó nhân cho 4 nó ra 24 là nó dư một ngày. Rồi. Bây giờ quý vị có đồng ý là trái đất nó quay quanh trục của nó 24 giờ không? Đồng ý không? Đồng ý vỗ tay. Ai phản đối giơ tay lên. Không có ai phản đối. Một lát nữa phản đối vô hiệu. Tôi lên làm quan tòa rồi. Một lát nữa phản đối là vô hiệu. Vậy thì trái đất nó quay quanh trục của nó 24 giờ và nó quay quanh mặt trời. Vậy thầy hỏi quý vị, mặt trời có lặn, có mọc có lặn hay không? Trả lời, mặt trời có mọc có lặn hay không? Có hay không? Ờ, ai trả lời có là sai, phạt 100. Đã nói trái đất nó quay quanh trục của nó mà nói mặt trời lặn mặt trời mọc cái gì? Mặt trời nó đứng yên, trái đất quay quanh trục của nó 24 giờ, cho nên mặt trời không hề có mọc mà mình mọc, mình lặn, đúng không quý vị? Nhưng có ai dám sửa rằng là tôi mọc rồi tôi lặn không? Hay là vẫn nói mặt trời mọc mặt trời lặn? Vẫn nói mặt trời mọc mặt trời lặn, dầu rằng ta biết rõ ta mọc rồi ta lặn, có nghĩa là ta bị dính vô cái quả địa cầu nè. Quả địa cầu nó quay, ta thấy mặt trời cho nên gọi là ta mọc. Rồi nó quay ta khuất mặt trời thì gọi là ta lặn. Rồi nó quay cho đến ta thấy mặt trời nữa thì ta mọc. Một năm như vậy là ta mọc 365 ngày. Rồi ta lặn 365 lần. Đúng không quý vị? Nhưng mà không ai dám sửa và không thể sửa. Vẫn cứ nói mặt trời mọc hướng đông, mặt trời lặn hướng tây. Vậy thì bây giờ có đông có tây không? Có không? Không. Con tràn vỗ tay. Không. Vậy thì không có đông phương và cũng không có tây phương. Nhớ nghe, trái đất nó quay quanh trục của nó và nó quay một vòng một chiều thôi, chứ nó không có quay ngược trở lại. Thì nó quay qua ta thấy mặt trời, ta gọi mặt trời mọc, gọi là phương đông. Cái nó quay một vòng, cái ta thấy mặt trời, cái ta khuất mặt trời, cái ta nói mặt trời là phương tây. Đông tây con phường. Hiểu không? Tới đó mà không hiểu nữa là thôi tôi nghỉ nói luôn. Nghĩa là bây giờ mình rõ như ban ngày rồi. Trái đất nó quay quanh trục của nó vậy nè. Và cứ như thế ta thấy mặt trời giống như nhau, bởi vì cái quỹ đạo của cái trái đất nó quay với mặt trời giống nhau, cho nên ngày nào mình cũng thấy giống nhau như vậy. Nhưng bắt đầu mình có mùa là bởi vì nó nghiêng. Nó nghiêng cho nên gọi là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Trái đất nó nghiêng gì nè, cái nó nghiêng là gì nè, hiểu không? À, do nó nghiêng vậy đó. Cái đó là tôi biểu nó nghiêng đó. Thế thì mình hiểu rằng là trái đất nó quay theo quy luật của nó vậy đó. Mà bây giờ đó, chúng ta học kinh mà chúng ta không hiểu thì cái này gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết. Vậy thì giờ bây giờ quý vị tụng kinh thì quý vị cứ hiểu y chang như kinh vậy thôi. Còn hỏi là đúng hay sai, nó hỏi thầy Xuân á. Hỏi
hỏi chị hai chị tụng kinh vậy đó là đúng hay sai chị hai? Nó mày muốn đúng hay sai hỏi thầy Xuân mày. Tao không có chức năng trả đúng, trả lời đúng hay sai. Kinh viết như sao tao đọc vậy. Còn mày muốn biết đúng sai hỏi thầy Xuân á. Hỏi tại sao hỏi thầy Xuân? Thì thầy Xuân không có biết, tao có học đâu mà biết. Mà tao không học thì ở thế gian này chỉ sao tao làm vậy. Còn tao muốn bàn luận với mày á là tao phải biết nhiều lắm, mà tao đâu có còn thời gian nữa đâu mà biết. Thầy Xuân hồi xưa ổng muốn tìm hiểu tới nơi tới chốn cho nên ổng biết. Bây giờ tao có ổng rồi, cần gì tao hỏi ổng. Trước khi chết tao hỏi ổng tao đi đâu, hỏi luôn. Tôi chỉ cho. Thấy không? Thế như mình bình thường vậy cái mình cảm thấy mình, à vậy trước khi mình chết mình sẽ hỏi Phật. Phật ơi, con tu hành vậy đó, Phật thấy có đủ chưa? Nếu đủ điểm rồi cho con lên. Vậy thôi. Nhưng mà nếu chưa đủ điểm thì cho con lên trển học nữa nghe Phật. Vậy đó. Có nghĩa là một, con chưa đủ điểm cũng phải cho con lên trển con học để con bù điểm. Gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn nếu con đủ điểm rồi thì cho con lên liền đi. Bây giờ con thèm lên lắm rồi. À, một là đủ điểm cũng lên, hai là chưa đủ điểm cũng muốn lên. Thôi nó đòi lên quá cho nó lên, cho nó về trển nên nó tu tiếp. Người ta nghĩ như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị nè, ở nhà quý vị chưa có thời gian tu, quý vị xin về chùa để có thời gian tu. Vậy thì quý vị nói là con chưa biết con về chùa tu được hay không, nhưng cho con về chùa đi. Nhiều người lớn tuổi rồi, bây giờ về chùa suốt ngày, đi kinh hành vòng vòng chùa niệm Phật, lượm rác, quét, nhổ cỏ. Vậy đó, hỏi cô cho công quả đi. Công quả ở chùa làm chuyện đó vậy thôi. Quét chùa, lau chùa, hút bụi. Rồi đến lúc con chết, con lấy cái công đức này nè, con hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện sanh về cõi Phật. Trước khi mình mệt quá, mình nằm xuống mình nói Phật ơi, con bao nhiêu đó công đức con hồi hướng hết. Mà một khi con đi đứng nằm ngồi, con đều trì chú, con đều niệm Phật, con đều nhớ tới Phật, con nói chuyện với Phật. Con đâu có nói chuyện với ma đâu mà con sợ ma nó bắt con đi đâu. Rồi kết luận của buổi nói chuyện hôm nay có 3 việc. Việc thứ nhất, quý vị là người phải có trách nhiệm làm sao Phật hóa gia đình, giúp đỡ cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu, cho dâu, cho rể họ biết đến chùa. Để khi mình sắp mệnh chung, lời của mình nói họ hiểu, gọi là tương ưng. Bởi vì mẹ đi chùa, con đi chùa, chồng đi chùa, vợ đi chùa, ai cũng đi chùa biết hết rồi. Cho nên trước khi mình chết, mình nói là họ hiểu liền. Ý của mình như thế nào là họ hiểu liền, thì họ có đi chùa họ hiểu. Đồng ý không quý vị? Rồi đó là ý thứ nhất. Bây giờ ý thứ hai là hằng ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình không cần quan tâm tới ai. Thì lúc mình sống mình lo mình tu, mình đâu có chơi chung với mấy đứa đạo bà tám đâu mà lo. Khi thân hoại mạng chung, mình được thân bằng quyến thuộc của mình là thiện hữu tri thức, là những người giúp cho mình thăng hoa trên lộ trình giải thoát. Cho nên chọn bạn mà chơi, chọn người mà nói chuyện, chọn thứ mà bỏ vào trong đầu của mình. Nếu đó không phải là Phật pháp, không phải là cái tốt, cái hay, cái đưa mình về cõi Phật, thì đừng có nghe, đừng có đưa vào đầu, thì không còn cái gì buồn hết đó. Hồi nãy thầy nói buồn là không có chịu buông, mà buông thì không có còn buồn. Người nào mà tối ngày cái mặt một mâm, biết cái con người này không có biết tu. Mình nở 1/6 nụ cười để tặng cho cuộc đời thì mình sẽ lâu già, và mình sẽ mang đến hạnh phúc. Gọi là mình là người chế tác ra Tây Phương cực lạc cho chính mình. Mình là người tạo ra một thế giới hạnh phúc an lạc cho chính mình, chứ không ai tu dùm cho mình cả. Đồng ý không quý vị? Điều thứ ba, hằng ngày con niệm Phật, con nghĩ đến Phật, Phật nghĩ đến con chỉ niệm Phật, con chỉ trì chú, con tụng kinh, thì con với Phật, với Bồ Tát hằng ngày nói chuyện với nhau rồi. Thì khi thân hoại mạng chung, ma nó đâu có xen vô đâu nói. Con đâu có nghĩ tới ma, con đâu có nghĩ tới cái điều xấu, con đâu có nghĩ tới cái điều buồn, con đâu có nghĩ tới oan gia trái chủ. Dầu rằng nó đến nó gạt con vẫn cười. Vì sao vậy? Vì đời trước con gạt nó rồi, đời này nó gạt con quề. Giống như nãy giờ thầy bỏ đôi giày trước, lát thầy ra thầy thấy còn có cái chỗ không,
đôi hai con bò nó lấy mất. Như vậy thì mình chỉ cười thôi, mình tự xét lại bản thân mình, chắc đời trước mày cũng đã từng ăn cắp của người ta, cho nên giờ này mày để sơ hở ra là nó rinh liền quề. Đồng ý không quý vị? Cho nên là bữa hổm là hòa thượng ngày về, ngày giảng chùa thầy, ngày bước ra khỏi chùa đôi dép ngày mất tiêu, ngày đi chân không. Cái thầy đi với hòa thượng, thầy nói thôi hòa thượng lấy đôi dép của con đi, chắc đời trước hòa thượng cũng chôm của nó rồi, cho nên giờ này trả đi hòa thượng. Cái ông cười, ông nói đúng rồi. Cái thầy đưa đôi dép của thầy, ông nói không, ui hồi xưa tôi chôm nó thì giờ để cho tôi đi chân không cho đáng đời tôi. À, như vậy thì đâu có gì đâu buồn. Cho nên khi thân hoại mạng chung, nghiệp nó đến nó đòi mình, nó hành hạ mình, thì mình cười thôi, mình nói có nhiêu đó đòi hết đi. À, ta lo ta niệm Phật thôi, lấy được cái gì đó lấy đi, đâu có sợ gì đâu. Cho nên thầy nhận đệ tử, quay qua quay lại cái nó cướp đệ tử của thầy đi, thì nó ờ của ai về nhà nấy. Nó ghé tôi, nó làm đệ tử tôi thời gian ngắn thôi, rồi bắt đầu nó đi theo người khác, thì tôi nói ờ của ai về nhà nấy. Nếu phải của tôi, quay qua quay lại nó lò mò nó quay trở về là tôi gửi nuôi, rồi mấy món nó quay về. Cho nên mình tự tin rằng cái gì của mình là của mình, không có giành giật với ai chỉ cho mệt, cũng không có cái gì sợ mất hết. Đồng ý không quý vị? Rồi bây giờ có ai hỏi gì không? Không hỏi về ngủ. Hỏi lần thứ hai, có ai hỏi gì không? Có Phật tử này hỏi là người thân của Phật tử có cũng khóc thì tụng kinh Địa Tạng hay kinh A Di Đà là tốt. Rồi. Xin một tràng vỗ tay. Để thầy lên cõi A Di Đà thầy hỏi coi kinh A Di Đà tốt không? Rồi để thầy xuống dưới ngài Địa Tạng Bồ Tát thầy hỏi coi. Thật sự mà nói là cái kinh nào cũng tốt hết á. Và vấn đề quan trọng là cái người tụng nó, người ta thích tụng kinh nào cho người thân của họ là mình chiều thôi. Mình đừng có quan tâm là tụng kinh gì, đừng có tụng kinh phong thôi. Chứ kinh gì cũng được. Kinh phong nghĩa là nó mắc dịch chứ. Có nghĩa là mình tụng kinh gì cũng được hết, là kinh của Phật là kinh nào cũng tốt. Giờ thầy hỏi nè, bây giờ không tụng Kinh Di Đà, không tụng kinh Địa Tạng, mình tụng kinh Phổ Môn được không? Bụi Quan Âm Bồ Tát không có rước à? Quan Âm Bồ Tát cũng dẫn vong vậy, Quan Âm Bồ Tát cũng rước vong. Trong cái phẩm kinh Phổ Môn có nói thế này: ai cầu thân Phật, Quan Âm Bồ Tát hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Ai cầu đồng nam đồng nữ, Quan Âm Bồ Tát hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó thuyết pháp, đúng không? Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát cũng cứu độ chúng sinh vậy. Khi thầy phục nguyện, thầy phục nguyện thế này nè: Quan Âm Thùy Bảo Cái Thế Chi Phóng Hào Quang, Địa Tạng Trảo Từ Hàng A Di Đà Phóng Quang Tiếp Dẫn, đúng không? Có hết rồi, muốn tụng kinh nào cũng được đó, không có nói tốt hay xấu gì đó. Mình thích tụng kinh nào là mình tụng kinh ấy. Con thích tụng Địa Tạng quá, con thỉnh quý thầy, quý cô, quý Phật tử về nhà con tụng giùm ba hay mẹ hay chồng hay con hay ai đó giúp cho tôi một bộ Địa Tạng. Còn không ấy tụng phẩm mà cũng được, nhất cố nhất kệ là được rồi đó. Còn nhiêu tôi tụng được, quý thầy về khai kinh giùm mình thôi, rồi mình tụng luôn tới chết cũng được nữa. Tại tôi thích tụng kinh đó. Cho nên tại sao có người mở ra đạo tràng trợ niệm giảng sanh họ không đi, mà họ đi theo cái đạo tràng tụng kinh gì, tụng kinh Địa Tạng. Rồi có người họ thích đi theo đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa, họ thích đi theo đạo tràng tụng chú Đại Bi. Chuyện đó người ta thích,
không có nói cái gì đúng cái gì sai, đồng ý không quý Phật tử? Thích cái gì tu cái nấy, không nói đúng sai gì. Giống như cái bà già đó, dạy cho bà tụng cái câu Om Mani Padme Hum. Hòa thượng ông đi rồi cái bà tụng Om Mani Padme Hum. Bà cũng đắc đạo vậy, đâu phải tụng đúng vậy mới đắc đạo đâu. Cho nên ngoại đạo nó hại Phật giáo không có được, nó bỏ vô nó sửa banh chành kinh điển hết á, nhưng mà đạo Phật vẫn đắc đạo điều điều, vì cái niềm tin của người tu rất kiên cố, Phật và Bồ Tát chỉ điểm hết. Thấy không, ma mà đâu có ăn nhầm gì, làm sao ma nó phá Phật được. Cho nên người ác mà hại người hiền như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng, nước miếng chẳng bao giờ tới trời, đừng có lo. Ngoại đạo không thể nào hại được Phật Pháp. Rồi, có ai hỏi câu nào khác không? Dạ, con mô hồ chữ Căn Thật. Dạ, con kính bạch thầy, con xin hỏi là có một người đó, cái khu đất của cái người đó là nó thấp hơn, nó thấp hơn những cái khu đất lên cạnh. Nhưng mà mỗi khi mà có con rắn nó vào cái khu đất đó thì nó cách khoảng 1 mét, thì con rắn nó không thể nào mà nó leo cái tường ra ngoài được. Mà trong cái khu đất đó là có con chó, hoặc là có những người, có người sống rồi người ta và cả sát sanh nó rồi sao thầy? Tôi đâu biết làm sao đâu. Thì nó ăn thịt rắn thì nó gặp rắn thì nó luộc dạ, con rắn. Dạ, mà sợ những con rắn đó, nó cắn với con chó và là nó cắn lỡ mà thấy nó là người đạp lên con rắn thì con là có thánh nguyện là đừng có vào khu đất này nữa, không có đường ra. Nhưng mà con rắn nó vào. À, mình có nguyện rồi mà con rắn nó vẫn lì lợm nó vào. Dạ. Thì thôi thầy cũng bó tay luôn. Dạ, chị giúp con, dạ, rồi thì thôi thầy chỉ. Điều thứ nhất á là mình làm cái đường cho nó ra. Dạ, nó đậu nó không thể bò ra ngoài, nó đậu là nó bò chỗ này chỗ kia nó nằm thôi chứ không có ra được. Nó bò chỗ này chỗ kia nó không có ra được là không có đúng. Con rắn nó leo cây dội lắm, chỉ cần thả một cái cây thôi, con chó nó đâu có nương cái cây đó ra ngoài, nhưng mà con rắn nó nương cái cây đó ra. Một cái khoảng đất rất là sâu, mình thả chỉ một cái trúc thôi, rắn nó theo cái trúc đó ra đó. Rắn nó bò lên cái dây trụ điện được mà, cái dây điện trên mà rắn nó còn bò được. Cho nên cái cây trúc rắn nó leo được mà, rắn nó leo trèo được. Trừ khi cái đó là cái bức tường của mình cao, mà tôi nghĩ là cao cao nó qua hà. Cái cao từ đó lên tới cửa sổ con rắn vẫn qua được. Trời ơi nó ghê lắm. Đừng có nghĩ là nó rớt xuống giếng, trừ khi nó rớt xuống giếng thôi. Cái giếng cao như vậy cho nên nó không lên được thôi. Con rắn nó rớt xuống giếng thì tôi đã từng vớt mấy con rắn dưới giếng rồi, chứ còn tôi chưa từng thấy con rắn mà nó thua cái chuyện gì hết trơn. Nó ở dưới giếng nè, tôi muốn vớt nó tôi chỉ cần kiếm cái cây tôi thả xuống giếng là nó theo cái cây đó nó lên. Còn ấy tôi thả cọng dây nó cũng theo cọng dây đó nó lên. Đấy, cho nên là con rắn rất dễ cứu nó ra khỏi cái chỗ đó mà mình không cần phải đụng tới nó. Kiếm một khúc cây thả xuống cho nó nằm lên là nó tự bò lên, nó theo cây đó nó ra ngoài. Còn gì nữa không? Có một bé nó chạy lên nó lấy cái cho một người hỏi. Bà thầy, con muốn hỏi là có kinh Địa Tạng mà có thể tụng ở nhà được hay không? Có kinh Địa Tạng tụng ở nhà rất là tốt, xin một tràng vỗ tay. Tụng tới già luôn cũng được. Rồi tốt quá, phải hỏi như vậy chứ không mấy em chích là có kinh Địa Tạng mà kiếm kinh Di Đà tụng rồi. À, cứ có Địa Tạng là tụng Địa Tạng. À, không, nhưng mà cổ cũng hay, cổ hỏi ông hàng xóm mà tôi trả lời giùm. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Có thầy tranh thủ hỏi chứ để thầy về rồi hỏi bà hàng xóm bà trả lời cũng được đâu. Rồi hết rồi, không ai hỏi nữa rồi, mời MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch đại đức giảng sư thưa toàn thể đại chúng, đầu tràng của viện Duyên Giác ngày hôm nay thật có phước duyên được nghe những lời pháp hội vô cùng quý giá của đại đức Phạm giảng sư để làm tương trên bước đường hướng nhân học Phật. Chúng con xin tinh tấn tu tập và thực hành những lời pháp hội của giảng sư để ứng dụng vào đời sống hàng ngày, để có được cuộc sống an lạc trong đời sống hiện tại này, để sớm đạt được mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát. Nam mô Công Đức Tam Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đại diện sư cô Đức Tâm và toàn thể đạo tràng xin thành kính tri ân đại đức giảng sư, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho đại đức giảng sư pháp thể thịnh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là công thiền thanh lương, đưa chúng sanh từ cõi mê lên bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúng con tin tưởng đại đức giảng sư hồi hướng. Chúng sanh có thiên thể nguyện độ thiên đạo vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng pháp đạo vô thượng thể để cung tiễn đại đức giảng sư về phòng thất nghiệp nơi.